Mời đại biểu Tô Thị Bích Châu, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Trần Thị Thu Hằng chuẩn bị. Kính thưa Quốc hội, tôi xin có câu hỏi đối với lại Thủ tướng Chính phủ, vì câu hỏi này liên quan tới Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Công an và Bộ Văn hóa. Giải pháp nào để bảo vệ cá nhân và tổ chức khi bị cộng đồng mạng xem như là bạo hành? Hai ví dụ Hoa hậu Ý Nhi và phim Đất Rừng Phương Nam thì cộng đồng mạng dập cho tơi bời, thì được hiểu được rằng lúc đó ai bảo vệ họ và cách bảo vệ như thế nào, hay là phải chờ họ khiếu nại, kiến nghị và làm đơn. Với cái kiểu bạo hành góp ý xây dựng theo cái kiểu là đập cho chết chứ không phải đập cho chừa thì rất nguy hiểm. Vấn đề thứ hai là liên quan đến về vấn đề không gian mạng. Ở đây trong không gian mạng, quản lý không gian mạng thì trách nhiệm chính về quản lý nhà nước là Bộ Thông tin và Truyền thông. Thời gian qua, Bộ Văn hóa cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông để tháo gỡ và ngăn chặn các cái thông tin xấu độc ảnh hưởng đến văn hóa, thuần phong mỹ thuật của Việt Nam, và cũng đang bàn định để xem xét xử lý. Ở góc độ khác là tác động của đội văn nghệ sĩ thì Bộ Văn hóa cũng đã ban hành quy tắc ứng xử của đội ngũ làm công tác nghệ thuật, có tính chất hướng dẫn về mặt đạo đức để tổ chức thực hiện. Riêng về nội dung có liên quan đến bộ phim Đất Rừng Phương Nam thì theo quy định của Luật Điện ảnh, Hội đồng thẩm định phim đã họp và đã xem xét cấp phép để hoạt động, và bộ phim này theo đánh giá của Hội đồng thì không vi phạm pháp luật về điện ảnh. Còn chuyện mà dư luận cho rằng có những biểu hiện này, biểu hiện khác thì đó là những dư luận chưa thật chuẩn xác, cũng cần phải được xem xét và tính toán để xử lý theo quy định. Nếu như mà có vấn đề xúc phạm, bôi xấu thì theo các quy định hiện hành để có cái xử lý theo quy định. Xin hết ạ. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Xin mời Bộ trưởng Bộ Giáo dục trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Tô Thị Bích Châu về chi phí đoàn đội cho trong hoạt động của nhà trường. Bộ Lao động có một câu hỏi chuẩn bị trả lời tiếp. Kính thưa chủ trì, kính thưa Quốc hội, đối với cái câu chất vấn của đại biểu Tô Thị Bích Châu thì trong cái phiên chất vấn đối với Bộ Tài chính thì đại biểu cũng đã nêu về vấn đề cái kinh phí cho hoạt động đoàn đội. Có thể nói là trong cái hoạt động của trường học thì đoàn hội, đấy là các cái tổ chức chính trị có cái vai trò rất là quan trọng, đặc biệt là khi chúng ta coi trọng giáo dục phát triển con người, phát triển cái đạo đức nhân cách, chăm lo cái lối sống cho học sinh thì vai trò của các cái tổ chức và các cái hoạt động đoàn hội thì càng có cái vai trò quan trọng. Ở trong trường tiểu học thì luôn luôn có một tổng phụ trách là giáo viên kiêm, và trong trường trung học thì hoặc là giáo viên hoặc là học sinh. Nhưng nếu mà có học sinh làm tổng phụ trách, làm bí thư thì sẽ có giáo viên để cố vấn. Nói như thế là trong cái hệ thống hoạt động của nhà trường thì đây là một cái hoạt động rất là quan trọng. Chúng ta cũng không cần phải bàn nhiều về cái tầm quan trọng của nó nữa. Thế còn về mặt kinh phí cho hoạt động của đoàn đội thì hiện nay trong trường học, cơ sở giáo dục thì kinh phí thì chi có hai cái phần. Một phần chiếm 81% để chi lương và vào khoảng 19% để các cái loại chi thường xuyên, bao gồm điện, nước, rồi hoạt động, rồi văn thể, vân vân. Tất cả các hoạt động còn lại, hoạt động đoàn đội cũng nằm trong 19% kinh phí đó. Thì hiện nay đấy, thì kinh phí thì do các trường đề xuất và phòng tài chính của cấp huyện, thị và trường trung học thì cấp sở tài chính sẽ duyệt cái kinh phí này. Và hiện nay cái quyền chủ động của các nhà trường thì với 19% cái kinh phí như vậy thì nhà trường sẽ tự cân đối sao cho thuận tiện nhất. Bộ Giáo dục thì cũng chưa ghi nhận các cái ý kiến kêu ca từ 53.000 hiệu trưởng trong toàn quốc về cái việc chi tiền trong 19% khó khăn gì không. Chúng ta cái nhấn mạnh cái tầm quan trọng thì cũng là một việc, nhưng mà cái việc có cần có một cái mục kinh phí riêng cho hoạt động đoàn đội hay không, thì điều này chúng ta cũng cần phải xem xét, lắng nghe cả người trong cuộc, 53.000 hiệu trưởng nữa. Bởi vì chúng ta trong 19% mà rất là rạch ròi, đồng nào mua giấy, đồng nào mua bút, thì chưa biết chừng lại làm khó thêm cho các hiệu trưởng. Vì việc này thì cần phải có cái xem xét khảo sát một cách thấu đáo. Còn nguyên tắc thì chúng ta ủng hộ làm sao cho có hoạt động này hiệu quả và tốt nhất trong nhà trường. Xin hết ý kiến. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Mời Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Thi, đoàn Bắc Giang, về vấn đề năng suất lao động. Kính thưa Quốc hội, về câu hỏi của đại biểu Nguyễn Văn Thi thì tôi xin báo cáo thế này. Về năng suất lao động thì đây là một trong các cái chỉ tiêu vừa qua chúng ta không đạt. 2-3 nhiệm kỳ đều khó khăn vấn đề này. Ở đây thì nghiên cứu cũng như là tôi thấy có mấy vấn đề. Ngoài cái để mà nâng cao năng suất lao động thì ngoài cái quản lý nhà nước thì thấy có 4 vấn đề quan trọng. Một là công nghệ, đổi mới sáng tạo để tăng năng suất lao động. Thứ hai là vốn, nhiều vốn và vốn chất lượng cao sẽ quan trọng, sẽ giúp các cái quốc gia để xây dựng cái nền tảng sản xuất và chế biến. Thứ ba nữa là nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là yếu tố nền tảng, nhất là về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và ý thức tổ chức của người lao động. Và thứ tư ấy, là cái kinh nghiệm cho thấy các quốc gia mà phát triển mà năng suất lao động cao ấy, thường là cái tỷ lệ mà lực lượng lao động phi chính thức là thấp. Ở đây thì báo cáo này vừa qua sau cái kỳ họp Quốc hội kỳ trước thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có phân công rất rõ ràng là đề án về nâng cao năng suất lao động là giao cho Bộ Khoa học Công nghệ. Và nâng cao năng suất và đặc biệt là đào tạo chất lượng cao thì Bộ Kế hoạch Đầu tư là chủ trì. Về hệ thống đào tạo trường nghề và giáo dục thì chúng tôi cùng với Bộ Giáo dục. Về đại biểu nêu rất rõ ở chỗ là những hạn chế của chúng tôi thì cũng báo cáo lại hiện nay toàn bộ các trường nghề thì ở địa phương quản lý nhà nước trực tiếp và chủ quản. Và ở một số trường nghề hiện nay 99 trường thì do các bộ ngành quản lý trực tiếp rồi chủ quản. Còn chúng tôi thì thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp. Và để thời gian tới đấy, như vậy thì trách nhiệm của chúng tôi là có trách nhiệm quản lý nhà nước. Chủ yếu là tham mưu xây dựng các chủ trương, các chính sách, kiểm tra đôn đốc, rồi thanh tra kiểm tra v.v. và tổ chức cái việc thực hiện các nhiệm vụ. Chúng tôi đã tham mưu để Ban Bí thư có cái chỉ thị 21 ngày mùng 4 tháng 5 năm 23. Thế rồi nghị quyết Quốc hội vừa giờ cũng đã giao nhiệm vụ rất rõ ràng, tham mưu cho Chính phủ để ban hành chiến lược giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030. Thế rồi ban hành về cái quy hoạch giáo dục nghề nghiệp, đồng thời đang phối hợp Bộ Kế hoạch để xây dựng cái đề án này về chất lượng cao. Thời gian tới đấy, thì chúng tôi sẽ tập trung vào 5 cái giải pháp căn bản. Một là tuyên truyền nâng cao nhận thức để tạo cái sự ủng hộ của xã hội, các bậc cha mẹ, người học, nhất là người học thì học phải ra trường, phải có nghề, có thu nhập và được học liên thông nếu có nhu cầu. Thứ hai là sắp xếp lại quy hoạch mạng lưới. Thứ ba là chuyển đổi cơ cấu lao động. Thứ tư là phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu thị trường. Và thứ năm là kết nối doanh nghiệp, đào tạo kép. Mỗi doanh nghiệp phấn đấu để trở thành một cái trường nghề. Mà đây là kinh nghiệm của các nước phát triển, đặc biệt là các nước mà có trình độ cao như Đức, Úc hay một số quốc gia thì người ta coi doanh nghiệp là trường nghề. Đây là một yếu tố bắt buộc. Xin trân trọng cảm ơn Bộ. Xin cảm ơn Bộ trưởng.